Chào cả nhà trở lại. Thanh tẩy uế khí ngôi nhà. Thanh tẩy nhà, thanh tẩy tâm thân có nhiều lối. Người muốn làm mới lại ngôi nhà hay bản thân của mình, người muốn xả đi những cái xui xẻo hay đơn giản chỉ là đón từ trường mới. Trong phong thủy nhà cửa, thường xuyên sạch sẽ, dọn sạch sẽ giúp không gian tươi mát chính là phong thủy tốt. Ngoài ra, ánh sáng nên vừa đủ, ánh sáng đủ và không khí trong lành là phong thủy tốt. Mặt khác, muốn không gian sống trong lành có thể đốt tinh dầu, dùng máy lọc không khí hoặc dùng những bộ thảo mộc trong nhà. Những bộ thảo mộc chư vị có thể đốt hoặc là có thể nấu sôi lên. Việc này nên cẩn thận để tránh lửa bỏng. Việc dùng những bộ thảo mộc trong nhà giúp không gian tươi mới, không cần làm thường xuyên, tầm 3 đến 6 tháng làm một lần. Để không gian sống trong lành, tâm tánh hành vi con người là ảnh hưởng lớn nhất. Người biết mở lòng cảm thông, chan hòa với mọi người thì từ trường trong ngôi nhà sẽ hưng vượng. Nhà cửa sạch sẽ là phong thủy tốt về môi trường. Tâm tánh thiện lành là năng lượng bên trong lẫn bên ngoài tốt, giúp gia đạo an ổn. Khi gia đạo an ổn là nền tảng cho mọi may mắn. Có người hỏi xả xui bằng cách nào? Để xả xui thêm vận may, ngoài việc dùng những bộ thảo mộc xong nhà cửa, thường xuyên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, ví như cơ thể chúng ta thường xuyên tắm gội. Mặt khác, có người ăn hột vịt lộn, có người đốt phong long, có người lau dọn bàn thờ, có người đi du lịch, có cả người thỉnh vật phẩm may mắn và những phương pháp khác. Liệu các điều này có đúng, có ứng nghiệm hay không? Giả dụ đi du lịch sang một vùng mới, cơ thể chúng ta đón nhận năng lượng mới, tâm ta sẽ rũ bỏ phần nào những ưu phiền. Nhưng việc này cần nhiều điều kiện, cả thời gian và tài chính. Đốt phong long có thể mang lại hiệu quả nhất định, vì lửa hay ánh nắng mặt trời là một dạng thay đổi năng lượng từ trường, thay đổi từ trường trong môi trường. Phàm những từ trường từ tà khí mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng tâm thân chúng ta có thể cảm nhận được. Việc dùng bộ thảo mộc xong nhà hay đốt tinh dầu là cách thanh tẩy tà khí, uế khí. Việc lau dọn bàn thờ cũng có công năng tương tự, vì từ trường tại bàn thờ là một nơi đặc biệt trong nhà. Sau khi lau dọn bàn thờ, thắp nhang, hơi ngóng từ nhang kèm tâm chân thành của gia chủ có thể thay đổi vận khí nhất định trong ngôi nhà và bản thân. Tuy nhiên, để xua tan tà khí, uế khí, suy khí, không gì bằng ngày ngày tu sửa tâm thân, tu sửa tâm tánh hành vi. Tu sửa ba nghiệp thân miệng ý. Khéo giữ khẩu nghiệp, khéo giữ ý nghiệp, khéo giữ thân nghiệp. Khi đủ công phu, bản thân sẽ sản sinh năng lượng vượng khí. Vượng khí là gì? Là gặp ai cũng may mắn. Vì tu sửa là nhân, giảm xuôi thêm phước là quả. Về việc đốt phong long, sách phong thủy ghi chép, những ngôi nhà từng bị cháy là ngôi nhà tốt. Vì lửa là năng lượng chuyển hóa từ trường u ám, tất nhiên ngôi nhà ấy không có người mất vì lửa. Việc dân gian từ xưa có tục đốt phong long khi bán ế, hay đốt giấy rồi nhảy qua nhảy lại lửa giúp thân thể xả xuôi. Việc này có tác dụng nhất định, vì lửa hay nắng mặt trời có công năng hóa sát. Trong phong thủy học, phàm mệnh dễ phạm thị phi, hay mệnh có cô thần quả tú, hay phi tinh lưu niên hàng năm có sao tam bích nhập vào cửa khí ngôi nhà là những mật mã thị phi. Gặp những hung sát thị phi này đa phần dùng hỏa hóa sát. Ví dụ dùng đèn lồng màu đỏ trước cửa, vì hỏa tiết hao mộc. Khi ấy đốt phong long, dùng thảo mộc, thỉnh vật phẩm may mắn chỉ là những phương pháp tức thời, thay đổi phần nào nhỏ, không thể ngăn ngừa tà khí suy khí lâu dài. Giả dụ một ngôi nhà thường xuyên dọn sạch sẽ tươi mát, ánh sáng vừa đủ, không quá tối, không quá sáng, thì cả năm không cần phải thanh tẩy vẫn có từ trường tốt. Ngược lại, một ngôi nhà tối tăm ẩm thấp, ít khi dọn dẹp, đồ đạc cũ chất chứa quá nhiều, thì việc dùng thảo mộc hay tinh dầu hoàn toàn không nhiều tác dụng. Vì vậy, khi vận khí suy, chư vị có thể dùng vài phương pháp dân gian để thanh tẩy uế khí, nhưng nhất định phải chuyển tâm tu sửa hành vi.
vì tâm tánh hành vi là nguồn năng lượng quyết định vận hạn của mỗi người. Làm thế nào để tự mình vượng khí? Trước là thanh tẩy tâm thân, sau là thanh tẩy nhà cửa, để xóa tan tà khí, uế khí, suy khí và cả tử khí. Cần những phương pháp tạm thời và phương pháp lâu dài. Những bộ thảo mộc xông nhà này ban đầu Khải Toàn làm tặng gia chủ là chính, sau đó những vị theo dõi yêu mến hỏi thăm thêm. Tuy nhiên, như các phần trước đã trình bày, dù dùng thảo mộc, thỉnh vật phẩm, đốt phong long, lau dọn bàn thờ hay cả đi du lịch đều là những phương pháp tạm thời để xua tan vận khí kém. Để thanh tẩy tâm thân, xóa vận khí suy, tu học theo giáo pháp kinh Phật là linh đơn kỳ diệu, thay đổi từ trường, từ trong ra ngoài. Giả dụ, người khéo giữ khẩu nghiệp, khéo giữ ba nghiệp thân, miệng, ý, trước là không gây oán, sau là tâm thân được thanh tịnh, tự mình bồi phước. Để thanh tẩy nhà cửa, luôn giữ sạch sẽ, đủ ánh sáng, không khí trong lành, chính là phong thủy tốt. Đời sống gia đình và cả hàng xóm ôn hòa với mọi người, tự mình bồi phước, ứng theo câu người phước ở đất phước. Khải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem, chúc cả nhà tâm thân an lạc.